Hello, xin chào mừng anh em với kênh channel của mình nhé. Và video này mình không phải mình quay lưng của mình, mà mình quay lưng của một bạn tên kênh YouTube là Phúc Thịnh Vlog. Bạn này nhờ mình quay để giới thiệu với anh em về một sườn lưng của bạn này nha. Đây là một đầu sườn lưng mỏ vẽ sườn lưng Phật Sơn. Bạn này có hai con và mình cũng kêu bạn này nữa là cũng phải quay video để mình chia sẻ lên cho mọi anh em xem về bạn này. Và bạn nào mà thích con lưng này thì hãy nhớ cho mình một like và một đăng ký, và hãy gì bình luận phía dưới cho mình biết, bạn cho mình biết về cảm nghĩ của bạn về hai con lưng này nha. Và bạn nào muốn mua em lưng này á, em lưng mà mình chuẩn bị giới thiệu các bạn xem á, thì các bạn hãy vào phần mô tả của mình nha, có nick mũi tên, các bạn thấy vào phần mô tả các bạn bấm vào là có nick, có link kênh, link Facebook của mình và link YouTube, link fanpage của mình. Anh em hãy bấm vào đó và có gì nhắn tin cho mình, mình sẽ đưa nick Facebook của bạn Phúc Thịnh nha. Hoặc bạn nào kiếm thì nick Facebook của Phúc Thịnh á là Trần Phúc Thịnh nha, để hình lưng nha bạn nha. Và giờ mình không liên thiên nữa, bây giờ mình sẽ cho anh em xem video review về hai con lưng của bạn Phúc Thịnh đấy nha. Và các bạn xem xong clip về lưng các bạn thấy thế nào? Các bạn thấy có đẹp không ạ? Các bạn hãy đem cho mình cảm nghĩ hai con lưng các bạn. Mình đang trước lúc mình cũng phải học hỏi em này nhiều hơn về cách vẽ các bạn. Lưng thì mình cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị, mình sẽ học làm lưng Phật Sơn nha, để làm được nhiều con lưng đẹp để chuẩn bị làm mini game cho anh em xem. Và anh em nhớ nha, kênh mình sắp được 2.000 người rồi nha. Anh em nào hãy giúp mình lên tới 2.000 người, mình sẽ tổ chức tặng lưng mini và may cho anh em nhiều anh em đáp ứng nha. Sẽ có nhiều phần quà nho nhỏ hơn cho anh em. Nên anh em nhớ chia sẻ mạnh mẽ ủng hộ cho mình. Nhớ nha, chia sẻ và hãy giúp cho cái video này của mình thật nhiều like và nhiều người xem nha. Và không liên thiên nữa thì mình chỉ mong anh em hãy luôn ủng hộ mình. Và video tới đây thì mình cũng xin kết thúc. Và nếu anh em nào thấy hay thì hãy nhớ cho mình một like và một đăng ký, và có gì hãy nhắn tin cho mình nha. Và mình là Khải Nguyên. Xin chào các anh em ở những clip tiếp theo.